Chào mừng quý vị và các bạn đến với bài tĩnh nguyện phiên bản ghi âm được thực hiện bởi mục vụ lời sống hàng ngày. Bài suy gẫm hôm nay của chúng ta có tựa đề Kế hoạch bị đổ vỡ, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng được chép trong sách Công vụ chương 16 từ câu 6 đến câu 10. Họ đi qua miền Phi-ri-gi và Galati vì Đức Thánh Linh ngăn trở họ truyền đạo tại Asia. Khi đến gần Mysia, họ cố gắng vào xứ Bithyni, nhưng Thánh Linh của Đức Chúa Giêsu không cho phép, nên họ đi ngang qua Mysia và xuống Troas. Ban đêm, Phao-lô thấy một khải tượng. Có một người Macedonia đứng trước mặt mình nài xin rằng: "Xin ông qua Macedonia cứu giúp chúng tôi." Khi Phao-lô thấy khải tượng đó, lập tức chúng tôi tìm cách qua Macedonia vì kết luận rằng Đức Chúa Trời kêu gọi chúng tôi rao truyền tin lành ở đó. Và câu Kinh Thánh hôm nay của chúng ta cần ghi nhớ được chép trong Châm Ngôn chương 19 câu 21. Trong lòng loài người có nhiều mưu kế, nhưng ý định của Đức Giê-hô-va sẽ được thành tựu. Dự định trở thành bác sĩ ngôn ngữ trị liệu của Jen chấm dứt sau kỳ thực tập khi cô cảm thấy công việc quá thách thức với cô về mặt tinh thần. Sau đó, cô có cơ hội viết bài cho một tạp chí. Cô chưa bao giờ xem mình là tác giả, nhưng nhiều năm sau, cô nhận ra mình đang bảo vệ những gia đình nghèo qua các bài viết của mình. Cô chia sẻ: "Khi nhìn lại, tôi có thể nhận biết lý do Chúa thay đổi kế hoạch của tôi. Ngài có kế hoạch lớn hơn cho tôi." Kinh Thánh kể lại nhiều câu chuyện về kế hoạch bị đổ vỡ. Trong hành trình truyền giáo lần thứ hai, sứ đồ Phao-lô tìm cách đem tin lành đến Bithyni, nhưng Thánh Linh của Chúa Giê-xu ngăn trở ông. Điều này dường như khó hiểu. Tại sao Đức Chúa Giê-xu lại ngăn cản trong khi những kế hoạch đó phù hợp với nhiệm vụ Chúa giao? Câu trả lời đến trong giấc mơ đêm nọ. Macedonia cần ông hơn. Tại đó, sứ đồ Phao-lô đã thành lập hội thánh đầu tiên ở châu Âu. Salomon cũng quan sát thấy rằng trong lòng loài người có nhiều mưu kế, nhưng ý định của Đức Giê-hô-va sẽ được thành tựu. Lập kế hoạch là việc phải lẽ. Một câu ngạn ngữ nổi tiếng nói rằng: "Nếu không hoạch định công việc trước, bạn sẽ chuốc lấy thất bại." Nhưng Chúa có thể phá vỡ kế hoạch của chúng ta bằng kế hoạch của Ngài. Điều khó khăn chúng ta cần làm là lắng nghe và vâng phục, biết rằng mình có thể tin cậy Chúa. Nếu vâng theo ý muốn Chúa, chúng ta sẽ thấy mình sống đúng mục đích mà Ngài dành cho cuộc đời chúng ta. Khi tiếp tục lập kế hoạch, chúng ta hãy thêm một điều nữa: lập kế hoạch để lắng nghe kế hoạch của Chúa. Hôm nay, bạn sẽ trình dâng kế hoạch của mình lên cho Chúa như thế nào? Bạn sẽ lắng nghe kế hoạch của Ngài ra sao? Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Lạy Chúa toàn tri, xin ban cho con đức tin để lắng nghe Ngài khi kế hoạch của con bị phá vỡ và biết rằng Ngài có mục đích lớn hơn cho cuộc đời con. Amen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe phiên bản ghi âm bài tĩnh nguyện hôm nay. Chương trình được thực hiện bởi mục vụ lời sống hàng ngày.